Em xem ô tô thành phố Hải Dương xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì, cửa hàng em xin trân trọng giới thiệu tới các bác xem chiếc xe Honda Quark, Honda Civic nhé. Nãy em đang giới thiệu chiếc xe Quark, bây giờ giới thiệu chiếc Honda Civic, cứ nhầm sang đúng không ạ? Hiện tại thì bên em đang dòng Honda này đang có 3 chiếc và có 2 chiếc Quark nhé. Một chiếc Quark là màu đỏ kia, màu đỏ nhá các nhá. Số tự động đời 2007, xe nhập Nhật luôn và bên em cũng vừa đã làm video rồi. Còn thì video này em sẽ làm chi tiết các bác xem về chiếc xe Honda Civic 2008 máy 1.8 này của bên em nhé. Số tự động máy 1.8 các bác nhé. Đấy, chiếc xe còn rất là đẹp luôn và độ zin còn rất là cao, gần như là zin cả xe luôn. Đây là một chiếc xe đẹp, một chiếc xe rất là đẹp và rất là chuẩn luôn. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe Honda Civic mà thực sự đẹp thì đây là một chiếc xe để các bác nhà mình lựa chọn nhé. Đấy, zin gần như là từ đầu đến đuôi luôn. Nội thất thì hoàn toàn là zin, chưa hề làm lại gì. Và máy số thì cũng hoàn toàn là zin nhé, chưa hề động chạm gì luôn. Và nước sơn bên ngoài thì độ zin thì cũng còn rất là cao. Đấy, các bác biết là không thể tránh được về vấn đề ra ngoài mình xước sát đúng không ạ? Đấy, sơn zin thì cũng tầm đến tầm khoảng 90% luôn nhé. Và chiếc xe này thì biển Hải Phòng, gốc Hà Nội nhé. Biển Hải Phòng, gốc Hà Nội. Đấy, bác nào ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn mua chiếc xe này cũng hoàn toàn yên tâm. Đấy, xe thì cũng đã được rút hồ sơ rồi. Rút hồ sơ rồi các bác nhá. Hiện tại thì em đang quay hình thức bên ngoài của chiếc xe Honda Civic này để tới các bác nhà mình xem. Hình thức bên ngoài của xe đây ạ. Em quay lướt qua và tí nữa em sẽ quay thật kỹ các bác nhà mình xem về kể cả như là bên trong cho đến bên ngoài của xe nhá. Đấy, đây là phần nội thất của xe đây. Đấy, các bác nhà mình xem. Đấy, ghế da zin nguyên bản nhá. Một chiếc xe còn rất là đẹp và chạy rất là ít luôn. Đây các bác xem này. Đấy. Nội thất hoàn toàn là zin nguyên bản như là ghế da zin. Và đây là vô lăng này, vô lăng rất là đẹp luôn này. Đấy, tắp đô, tắp ni rất là tươi, rất là sáng luôn. Em quay lúc này thì cũng gọi là gần tối rồi cho nên là để mà sáng mà nhìn nó sáng hơn thì nó cũng sẽ không được sáng cho lắm nhá. Đấy, quay sơ qua phần nội thất là như vậy, tí em sẽ quay bên trong nội thất thật kỹ để các bác nhà mình xem sau nhá. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết các bác xem về cái phần hình thức bên ngoài trước. Đấy, chiếc xe Honda Civic đến từ thương hiệu của Nhật Bản đúng không ạ? Một chiếc xe rất là đẹp nhá. Trên thị trường thì rất là nhiều người cũng sẽ bán những cái dòng xe Honda Civic này, nhưng mà tìm được chiếc xe Honda Civic mà đẹp như chiếc xe này thì em nghĩ là cũng không phải là không phải là nhiều nhá, sẽ rất là ít được những chiếc xe nó đẹp như chiếc xe này nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, sơn xi rất là sạch đẹp luôn và đèn trước đèn sau của xe thì vẫn là đèn zin nhá. Đèn zin theo xe luôn. Đấy, các bác xem. Xe thì cũng cam kết với các bác, đảm bảo cam kết với các bác là chiếc xe này là không bị đâm đụng, không bị va chạm và đặc biệt là không bị ngập nước nhá. Đấy, keo chỉ cột kèo là nguyên zin. Đấy, nội thất zin, máy zin, số zin. Đấy, sơn zin thì còn rất là cao đúng không ạ? Zin hết nhá. Đấy, đây là một chiếc xe đẹp và độ zin còn rất là cao. Đấy, cho nên là bác nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Honda Civic đẹp như chiếc xe này thì các bác hãy xem thật kỹ. Lốp thì hơi bẩn nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem này, tất cả những form vỏ xe nó còn đều và còn rất là đẹp luôn. Rất đều và rất đẹp đúng không ạ? Đấy, vỏ mỏng nhá, vỏ mỏng không hề có ma tít. Đấy, gõ kêu loang quang luôn. Chỉ tất nhiên là tôn nó sẽ dày rồi, nhưng mà cái phần vỏ bên ngoài là không bị bả ma tít cho nên là người ta gọi là bả gọi là vỏ mỏng đúng không ạ? Bên em hay gọi là như vậy. Đấy, phần nóc của xe nhá. Đấy, chiếc xe này máy 1.8 thôi cho nên là nó không có cửa lóc. Cái dòng 2 chấm thì nó sẽ có cửa lóc nhé các bác nhé. Đấy. Hiện tại thì em đang quay rất là gần, rất là sát, rất là chi tiết tới các bác xem về cái chiếc xe Honda Civic màu đen này bên em đúng không ạ? Một chiếc xe rất là cứng luôn. Xe thì em mua của chính chủ cho nên là người ta đi người ta rất là giữ gìn. Đấy, trang bị camera lùi rồi nhá. Đấy, camera lùi, camera tiến luôn. Cam tiến, cam lùi đầy đủ hết luôn các bác nhá. Đấy, lớp sơn rất là bóng đẹp. Đấy, các bác xem đèn trước đèn sau vẫn đèn zin theo xe nhé, đèn zin theo xe luôn và sơn xi rất là bóng bẩy sạch sẽ. Đấy, các bác xem này. Đấy, lốp một dàn lốp thì còn dày nguyên nhá. Đấy, còn dày nguyên luôn. Đấy, các bác về nhà mua chiếc xe này về mua về nhà đấy ạ thì sẵn dùng ngay thôi, không phải mất tiền, không phải đầu tư bất cứ cái gì vào chiếc xe này nhá, kể cả như là đồ chơi cũng đã có rồi, đã có đồ chơi trên chiếc xe này rồi nhá. Đấy, các bác thấy
xe bên em có đẹp không ạ? Em đang quay rất là gần, rất là chi tiết cho các bác nhà mình xem về chiếc xe này. Xe đẹp hay không thì chỉ cần là nhìn qua video, nhìn qua hình ảnh em quay này thôi thì các bác có thể là biết đây là một chiếc xe đẹp hay là một chiếc xe chưa đẹp, đúng không ạ? Bên em bán thì toàn xe chất thôi các bác nhá. Tất nhiên là những chiếc xe mà nó xấu, nó cũ, nó chạy nhiều đấy ạ, thì giá thành nó sẽ khác so với lại những chiếc xe mà nó chất các bác nhá. Đấy, nhiều khi là bên em bán những chiếc xe nó xấu xấu đấy, biết rằng nó rẻ nhưng cũng không nhập về luôn. Đấy, bên em thì có biết toàn xe chất thôi, đúng không ạ? Xe chất lượng thôi. Đấy, lốp láp này, na răng đúc nguyên bản theo xe, phanh ABS 4 bánh luôn, 5 quả na răng đúc luôn nhá. Đấy, sơn xì rất là bóng mượt, sạch sẽ này, xe không có lỗi mà, cho nên là các bác biết là nó sẽ còn nguyên, đúng không ạ? Về như thân vỏ còn nguyên luôn. Khe mép của xe nó rất là đều, không cánh nhưng mà không bị sệ, đóng rất là khít nhá. Và đóng cửa, mở ra cửa đấy rất là nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ. Em đã quay rất là kỹ, nhưng mà phần sườn này cũng đã được một cái phần mạ inox rồi, đúng không ạ? Kính cũng được dán đen. Một lát nữa thôi em sẽ quay bên trong nội thất để các bác nhà mình xem về chiếc xe này nhá. Đây, lốp nắp thì rất là dày, dày nguyên luôn. Đây con xe này, em đi ở cái lền này đấy, lền mới đổ bê tông xong mà, bãi em mới chuyển ra, lền mới đổ bê tông xong cho nên là mới cắt mạch, đây, mới cắt mạch bê tông này, đây, cho nên là nó có những cái này chưa quét đi. Vì có mới chuyển ra cho nên là rất là bận. Bên kia trong kia thì bãi cũ hơi chật một chút cho nên em chuyển vội ra bãi mới để cho nó rộng rãi. Đấy con xem này, camera tiến này nhá, camera tiến của xe đây. Và bây giờ thì em sẽ mở tất cả những cái phần cánh cửa của xe ra để các bác nhà mình xem về chiếc xe Honda Civic này bên em. Mở cả cốp, cả cabo, cả tất cả mọi thứ luôn. Và đây bây giờ thì em sẽ quay cái cánh đằng trên của bên cánh đằng trên của bên lái trước nhá. Đấy, táp ly rất là tươi và các bác thấy còn rất là mới luôn. Phần da này vẫn là da zin hết nhá. Đây, da zin hết này. Đấy, gương kính hoàn toàn là chỉnh điện và có chế độ cục gương luôn. Và như là cái phần tay mở cửa đây các bác xem này, cái tay này là sẽ được mở nhiều nhất trong 4 tay cửa, đúng không ạ? Trong 4 tay cửa tay này sẽ được mở nhiều nhất. Và các bác thấy rằng là nó cũng không hề bị bạc màu luôn, rất là đẹp, đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Đấy, không phải là em khen nó đâu, nhưng mà các bác chỉ cần nhìn vào các bác có thể là biết được chiếc xe nó đẹp, nó xấu, đúng không ạ? Em thì chỉ nói thêm mà thôi, nó đẹp thì em sẽ nói thêm mà thôi, chứ còn thì nhìn qua hình ảnh các bác có thể là cảm nhận thấy được chiếc xe là nó ở mức độ nào, đúng không ạ? Ghế da là ghế da zin nhá, ghế da zin nguyên, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe nhá, sờ rất là thích, đúng không ạ? Và vô lăng đây, vô lăng ba chấu tích hợp túi khí ở giữa vô lăng luôn. Đấy, vô lăng cũng rất là đẹp, mặt đồng hồ đây. Đấy, đây là phần táp lô nhá. Em thì hiện tại đang để chìa khóa ở trong nhà, chưa cầm ra đây cho nên là không thể quay mở lên và quay các bác xem được, chi tiết được, đúng không ạ? Còn đây là cái phần hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa của xe. Điều hòa của xe là hoàn toàn là tự động nhá, hoàn toàn tự động luôn. Và âm thanh nghe thì các bác nghe thì mê luôn, như vũ trường. Âm thanh nghe như mê vũ trường luôn. Và ghế trên này cũng vậy, ghế trên này vẫn là ghế da xịn nguyên bản nhá. Đấy, cần số hộp số tự động đây. Đấy, hộp đồ, đúng không ạ? Đấy, và trong đây thì được chủ xe cũng được lắp thêm rất là nhiều đồ chơi. Đấy, cốp này, cốp rất là rộng luôn. Đấy, và bây giờ thì em sẽ mở cái cánh tiếp theo, cái cánh thứ hai ra. Để ở đây thì nó hơi chật, không thể mở được tất cả 4 cánh ra liền lúc các bác nhá. Đấy, các bác xem này, độ thất rất là sáng, rất là tươi luôn. Lòng trong được hoàn toàn là zin 100%. Táp ly được thiết kế bằng da nhá, bằng da mịn này, da sò rất là thích luôn. Đấy, tay mở cửa rất là đẹp. Các bác xem Civic, các bác chỉ cần nhìn cái tay này và nhìn mà tổng thể như là ghế da này, đúng không ạ? Ghế da mà bọc lại hay là nó bị sờn rách rồi, chắc chắn điều rằng là xe sẽ chạy nhiều. Hoặc là như cái tay cửa này đấy, cái tay cửa này mà mở nhiều đấy, đi nhiều nó sẽ mở nhiều, đúng không ạ? Nó sẽ bị bạc màu, đúng không? Cái này thì nó chỉ hơi bạc một chút ở cái khóe này thôi này, chứ còn thì như cái phần này là vẫn còn rất đẹp, zin luôn, đúng không ạ? Đấy.
đấy, và phần gioăng khung của xe đây. Đấy, gioăng khung của xe thì các bác thấy rằng là không bị sờn rách gì. Đấy, bây giờ thì hiện tại lại lắng thêm rồi đúng không ạ? Em quay bên trong và đằng sau cái phần khoang nội thất nhá. Đấy, khoang nội thất này. Đấy, và trần đây các bác xem này, trần như mới luôn, mới tinh luôn. Đấy, rất là sáng và còn rất là mới đây. Hơi tối một chút, bây giờ thì hiện tại cũng đã xế chiều, hơi tối một chút nhá. Thì các bác em sẽ chèn cái cánh cửa vào để cho nó đỡ tối. Đấy, các bác đợi em chút. Cánh nó hé ra thì nó sẽ sáng hơn, quay rõ nét hơn đúng không? Và bây giờ nhá thì em sẽ quay các bác xem cái phần cốp này. Đây, phần cốp của xe đây nhá. Đấy, cái tấm kia nó bỏ ra rồi. Các bác muốn lắp thêm cũng được thôi, rất ok. Và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem phần tắp lô bên phụ cũng như là hai cánh bên phụ, hai cánh bên phụ nhá. Đúng rồi, hai cánh bên phụ. Đây, phần tắp ly đây các bác thấy. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Zin hết các bác nhá. Và đứng ở vị trí này các bác có thể là nhìn thấy tổng thể cái phần táp lô của chiếc xe Honda Civic đúng không ạ? Tổng thể luôn. Này táp lô đây nhá. Táp lô được trang bị một túi khí này. Một túi khí an toàn ở giữa. Ở đây là chính là cái cam tiến và tích hợp cả cam lùi luôn nhá. Và đây là ghế da tiếp theo, cái chiếc ghế đằng trên. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng xem nốt cái cánh đằng sau của bên phụ đây ạ. Có một vài vị trí hơi bẩn một chút nhá, như chỗ này này hơi bẩn này. Cái này để cạo đi cái là nó sạch ngay này. Đấy, hai mươi mấy cái đốm trắng trắng. Đây nha, em quay chi tiết có anh em mình xem nhá. Đấy, rất là chi tiết đúng không ạ? Còn chỗ này thì nó hơi xước do là đi lại mà bị quẹt chân vào đấy, nó hơi xước một tí. Cái này mình có thể về mình bọc để can vào được nhá. Đấy, sàn bọc ra rồi và được lót thêm một cái tấm cao su ở trên. Đấy, hàng ghế tiếp theo của xe đây, em quay các bác xem đây ạ. Đấy, các bác hiện tại đang theo dõi video giới thiệu về chiếc xe Honda Civic của bên em. Bác nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì bác hãy alo cho bên em theo số điện thoại là số 0938586307 nhé, để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Ở bên em thì cũng sẽ hỗ trợ hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển ở trên toàn quốc luôn. Hỗ trợ hồ sơ và vận chuyển ở trên toàn quốc luôn nhé. Đấy, bất cứ đâu. Đấy, em bán ở trong khu vực miền Nam rất là nhiều, gần như là ngày nào cũng có một chiếc bán vào trong khu vực miền Nam nhé. Đấy, bác nào ở trong khu vực miền Nam hay miền Trung thì các bác hãy xem qua video và gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm về thủ tục mua bán cũng như là thủ tục vận chuyển nhé. Đấy, vận chuyển được hồ sơ đúng không ạ? Đấy, bây giờ em quay các bác xem phần khoang máy nhá. Đấy, máy này nguyên zin nhá các bác nhá. Nó chỉ hơi cũ theo thời gian thôi đúng không ạ? Chứ còn nó còn là nguyên zin cả đấy ạ. Đấy, tem mác còn nguyên zin này. Nguyên hết các bác nhá. Đấy. Đây là cái phần khoang máy của xe. Về chiếc xe này tổng thể là không có lỗi nhá. Không có một lỗi gì luôn. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm về mua chiếc xe này, yên tâm khi đến xem nhé. Đấy, rồi ok. Đấy, bãi xe bên em đây, em quay các bác xem qua một chút. Rất là nhiều xe với tầm tiền đúng không ạ? Vẫn tầm tiền, chiếc xe Honda Civic này cũng rất là nhiều nhá. Đấy, các bác nhà mình cùng xem. Đấy, các bác xem video của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là nhấn like, chia sẻ và nhấn thêm một cái nút nữa, nút đăng ký kênh ở phía bên dưới đấy, màu đỏ đỏ đấy. Đấy, các bác nhấn nút đăng ký kênh và nhấn thêm một lần thông báo chuông nữa để thường xuyên theo dõi, thường xuyên cập nhật những mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng nhé. Ngày nào cũng đăng lên rất là nhiều mẫu xe để các bác tham khảo và lựa chọn. Đấy, rồi ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video của em.